Chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay là ngày 12 phiên chợ bờ sông, phiên chợ Kỳ Lừa Lạng Sơn đây, phiên chợ chim các bạn nhé. Thì hiện tại mình đang có mặt ở ngoài cổng chợ chim. Đấy, thì bây giờ là đang là 7 giờ sáng thôi. Thì các bạn muốn mua thức ăn cho chim ấy, cào cào ấy, thì ngoài này là bán rất nhiều cào cào côn trùng cho chim nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực này, từ khu vực kia đến khu vực này, theo đây này đến kia là bán toàn là cào cào cho chim. Giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan khu vực bán côn trùng của chợ chim Lạng Sơn một vòng các bạn nhé. Rất là thú vị ấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi từ bên này xuống thẳng dưới kia cho các bạn xem và hỏi giá cào cào chim cho các bạn nhé. Hôm nay rất là đông. Ôi dồi, đông. Đấy, cháu quay tạo tèo. Đây toàn là cào cào. Đấy. Phiên chợ nào chị cũng bán đây nhỉ? Đây toàn là cào cào cho chim các bạn đây. Ồ, hôm nay bị làm lại cái này rồi. Bây giờ cho em hỏi nhờ một tí là những gói này chị bán bao nhiêu tiền? 4.000 thôi, hôm nay là rẻ. Hôm nay rẻ hơn mọi khi à? Mà khi 5.000 mà nhỉ? Hôm nay là cái 5.000. Hôm nay rẻ hơn. Rẻ nhất. Đang vào mùa đấy nhờ, đúng không? Nó mới rẻ. Đây là chỗ không? Cái này 8.000. À, con nhỏ hơn lại 8.000. Chất lượng hơn à? Con này là chất lượng hơn này là thế nào? Người mua về chân chín nó bảo là chất lượng hơn, đúng không? Đấy. Con này tốt. Đấy, như bạn nhá đây. Đấy. Đấy, nhưng túi này là bây giờ là 4.000 một túi nhỉ. Cào cào đi nhỉ. Hôm nay là mất hết đường rồi. Ví dụ ngày nào cũng bắt được nhiều này á chị. Ví dụ những túi to này là bán bao nhiêu tiền? 20.000. To là 20.000. Đấy, đây nhỉ. Những túi to này là 20.000. Đây các bạn thấy không? Đây là chợ côn trùng. Lấy cái gì lấy đi. Không. Quay cho mọi người để mọi người biết chỗ để mọi người đến mua. Thấy chưa? Đấy, hết khu vực này là bán côn trùng toàn cào cào thôi. Rất thú vị. Hôm nay lại có thêm mấy em chó này. Đẹp nhờ. Hôm nay lại thấy ôi nhà cháu bây giờ còn có 8 con cơ. Đang bảo định mang đây bán. Con này là chim gì hả ba? Bánh khuyên. Bánh khuyên à? À đây, chào màu với nhờ. Chào màu bán bao tiền con? 300 một con đi á. Người ta còn bán 1.000.000 mấy trăm kìa. Không, một là con đẹp mới được. Con này đẹp chứ. Mấy đồng. Đây là con chào màu này. Bánh khuyên. Sao không mang ở trong kia bán kìa? Ba trăm kìa. Hải lai không? Chó cảnh. Ơi. Rất nhiều côn trùng cào cào. Đấy các bạn nhá, thì hiện tại là đây. Điên dọc hết khu vực này vẫn là bán toàn côn trùng thôi. Quay côn trùng lên đi. Đấy, quay cho mọi người biết, mọi người đến phiên chợ mọi người biết đi mua. Đấy nhá. Cần phiên chợ vẫn được. Không, ở đấy như lúc ở chợ phiên mọi người là không biết là mua ấy. Không biết chỗ mua ấy. Đấy, toàn chia sẻ cho mọi người biết địa điểm mua thôi. Đấy, những con này túi này là bao nhiêu tiền chị? 5.000. Đấy 5.000 nha các bạn nhá. Cứ ra đến ngày phiên chợ là mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 hàng tháng âm lịch là các bạn ra đây mua thức ăn cho chim rất là nhiều loại luôn. Đấy, những túi này đủ các loại cào cào. Cào đôi đây. Cào đôi. Rồi. Cào gì cào non cào. Cào gì cũng có hết. Đấy, những túi này chỉ là 5.000 thôi. 5.000. 5.000 thôi. Vâng, đấy. Đấy các bạn
Queen phiên chợ là các bạn như một dãy đường này là bán toàn cao cao, thoải mái anh em đến lựa chọn mua. Đường cao cao. Đường bán côn trùng. Nhưng ngày phiên chợ mới bán thôi chị nhở? Thôi nhở đấy. Đấy, theo dọc dãy này là tất cả mọi người đều bán tiếp. Rồi đấy, cho mọi người biết. Đấy, hiện tại đây bạn này. Hết rồi. Đấy, đến đến đây là hết khu vực dãy bán cào cào rồi. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, đây là ngoài cổng chợ chim. Bạn nào thích mua cào cào côn trùng cho chim thì ở ngoài cổng chợ chim ngày chợ nào cũng bán gọn nhá.